đi chỗ khác đi chứ. 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 Đi đi. Chuyện gì vậy Quỳnh Đại? Thì tên này đó ngồi ngay vị trí phong thủy của làng chúng tôi, cản trở chúng tôi cũng một tá. Đúng rồi đó. Đuổi cũng không đi nữa. Nè 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 nè. Quỳnh Đại. Quỳnh Đại. Quỳnh Đại. Có phản ứng rồi ha. Chuyện là như vậy. Chỗ mà Quỳnh đang ngồi đó là vị trí phong thủy của ngôi làng này, Quỳnh không được ngồi đâu. Sư phụ ta kêu ta ngồi ở đây mà. Hay là vậy đi, Quỳnh nhích qua bên trái một chút, hay là nhích qua bên phải một chút cũng được. Thậm chí là Quỳnh ngồi thụt ra đằng sau cũng được, cũng không có ai trách Quỳnh đâu. Nhưng mà ngồi ngay chỗ này thì không có được. Sư phụ của ta kêu ta ngồi đây chờ người mà, cho nên ta nhất định phải ngồi đây chờ người mới được. Chờ cái đầu của ngươi đó. Sư phụ của ngươi kêu ngươi đi chết thì cũng đi chết luôn hay sao? Không có đâu. Ta nhớ sư phụ đâu có kêu ta đi chết đâu chứ. Nếu thầy kêu ta chết ta cũng chết thiệt đó. Ta thiệt bị ngươi chọc tức chết rồi mà. Ngươi thì ta gặp nhiều rồi, loại nào ta cũng gặp qua. Nhưng mà người như ngươi lần đầu tiên ta mới gặp. Được, bây giờ ta lấy danh nghĩa của Hiền Đức. À không 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 không, xem như chưa nghe đi ha. Ta dùng danh nghĩa của Lạc Phong. Biểu ngươi phải lập tức đi khỏi chỗ này. Phải. Ngươi nói xong thì lập tức rời khỏi đây đi. Bây giờ ngươi nhất quyết không chịu đi phải không? Ta không muốn phí lời với ngươi. Đúng là tức quá mà. Nè, ngươi muốn cái gì đây? Hay, bây giờ ta sẽ dùng hành vi lễ phép nhất và kém thô bạo nhất đuổi ngươi đi. Đi mau đi. Đi. Nè, ngươi đúng là quá đáng mà. Để ngươi làm như vậy. Sư phụ ta dặn ta phải ngồi đây đợi ngươi. Sao ngươi cứ phải ép ta đi hả? Ngươi làm như vậy, ta nhất định phải phạt ngươi mới đi. Mau đi, ta đi. Đi, ngươi làm như vậy, thả ra. Nè, làm phải phạt hắn nằm trong quan tài. Cái gì chứ? Nè, ta không đâu, ta không nằm. Vô đi, ta không nằm mà. Ta không nằm. Đừng nằm ở đó. Vậy là sao trời ơi? Ngươi nhất định phải nằm trong quan tài, chịu phạt một tháng đi. Nè công tử à, đây là chỗ buôn bán của ta mà. Hắn đã phạm lỗi thì nhất định phải nằm trong quan tài thôi mà. Ta mà kể nhà ngươi, đi chỗ khác chơi đi. Trời đất đi, nằm ở trong đó luôn đi. Chỗ này ta buôn bán. Gì vậy? Có chuyện gì? Cứu tôi với, bố người ta. Cứu tôi. Hắn đã phạm lỗi nên con phạt hắn nằm trong quan tài đó. Nè, mà không hắn phải đi. Đâu, hắn đã phạm lỗi thiệt mà sư phụ. Ơi, hãy nghe lời của ta đi thôi. Đi thôi. Đi đi. Nè nè. Nè. Quá ngang ngược luôn đó. Nè nè nè, xin lỗi nha. Trời ơi, có người gì đâu. Hết chuyện rồi. Sư phụ à, tại hắn ta động thủ trước mà, con bắt hắn ta nằm trong quan tài là đúng rồi, đâu có sai. Đây không phải là phái Quyền Không. Giang hồ hiểm ác lắm, có những kẻ do nóng nảy nhất thời gây họa vào trong người. Từ nay con phải nhớ một chữ, nhịn. Hắn đánh con đó, đánh con cũng phải nhịn sao? Con đừng có nói nhiều nữa, miễn là sư phụ biểu con làm gì con cứ làm theo đi, có biết chưa? Dạ biết. Cứu tôi với. Dừng tay. Tiểu thư, hắn. Được rồi, chuyện của hắn ta biết xử lý. Linh Nhi, dẫn họ về đi. Dạ, tiểu thư. Quỳnh không sao chứ? Ta không sao. Hai cô nương vừa rồi là... Họ là nha hoàn. Hả? Nha hoàn? Nha hoàn mà sao võ công cao dữ vậy? Họ chỉ biết dạy chiêu thôi. Thì ra mình dạy chiêu cũng không biết nữa. Sao Quỳnh lại tới đây? Vừa rồi ta gặp được nàng, cho nên mới theo nàng tới chỗ này. Minh Nguyệt cô nương à, ta... Quỳnh gọi ta là gì? Chuyện là vậy. Tại vì lần trước sau khi gặp nàng lại không biết nàng tên gì, và đêm hôm đó ta thấy ánh trăng rất là sáng, cho nên ta mới đặt tên cho nàng là Minh Nguyệt. Tên ta là Lăng Tương. Lăng Tương hả? Ta tên Lạc Phong nè, nhưng sau khi gặp được nàng ta đã đổi tên là Thanh Phong.
Thanh Phong Minh Nguyệt. Tên có đẹp không vậy? Thanh Phong. Ta có việc bận, ta phải đi gấp. Không chừng khi nào có ánh trăng sáng, Quynh trở lại đây thì có thể gặp lại ta. Tạm biệt. Ê, khoan đi đã. Chuyện gì? Tại sao khi nãy nàng cũng uống rượu với tên đó vậy? Có nhiều chuyện Quynh không hiểu đâu. Có phải nàng bị ép buộc hay không? Nếu thật thì nàng nói ta biết đi, ta nhất định đứng ra giải quyết cho nàng. Sao nàng lại cười? Nàng cười ta không biết tự lượng sức mình hả? Không phải, ta chỉ thấy Quynh nói chuyện rất hài hước, nghe rất là hay, ta thích nghe lắm. Nếu như nàng thích nghe, ta có thể kể suốt 10 ngày 10 đêm luôn đó. Ta phải đi thật đây, cáo biệt. Cáo biệt. Ta nhất định sẽ luyện võ công cho thật tốt rồi tới đây tìm nàng, nhất định mà. Vì nếu ta giỏi võ công sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa đâu. Lạc Phong. Hả? Ngươi về rồi sao? Dạ phải. Sao huynh khuya quá vậy? Không khuya đâu, sao lại khuya chứ? Cả đám sư huynh đệ chưa ngủ đang chờ ngươi đó. Tưởng là từ nay ngươi không về nữa chứ. Ê, sao lại không về chứ? Khuya lắm rồi các huynh, hãy nhỏ tiếng một chút đi. Cần gì phải long trọng như vậy chứ? Tôi về tới tự biết về phòng ngủ được mà. Được rồi, không quấy rầy các vị nữa, tôi về trước nha. Đứng lại. Đâu có dễ vậy. Lần này ngươi chết chắc rồi. Ngươi là đệ tử của Hiền Đức Sơn Trang mà lại tự ý bỏ đi. Huynh hiểu lầm tôi rồi. Đại Hùng. Đại Hùng, tên ta để ngươi gọi sao? Bộ không phải hả? Đừng có bày nhiều lời nữa. Bây giờ ta đưa ngươi đi gặp sư thúc, xem sư thúc trừng phạt ngươi thế nào. Lạc Phong. Sư thúc. Sư thúc. 10 năm nay không có đệ tử nào tự ý rời khỏi Hiền Đức Sơn Trang. Ngươi là đứa đầu tiên. Dạ sư thúc, con không cố ý đâu. Con vì nóng nảy nhất thời mới rời bỏ Sơn Trang thôi. Con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn ở lại đây. Hiền Đức Sơn Trang không phải nhà trọ. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao hả? Sư thúc. Đừng gọi ta là sư thúc. Lôi hắn ra ngoài. Đừng mà. Sư thúc, con biết con tự ý rời khỏi Sơn Trang là lỗi của con. Thúc cứ đánh cứ phạt con đều không quán trách. Nhưng nếu sư thúc đuổi con đi, con thực sự không có cam lòng. Nếu có trách thì trách khi xưa ngươi không biết quý trọng cơ hội này. Ngươi có biết khi xưa ngươi đã vất vả biết mấy mới được vào làm đệ tử của Hiền Đức. Sư thúc, con biết lỗi rồi mà. Thúc bỏ qua cho con lần này đi. Từ nay con sẽ chăm chỉ luyện tập, là một đệ tử Hiền Đức chân chính. Sư thúc. Sư thúc à. Đuổi hắn ra ngoài. Sư thúc, tha cho con lần này đi mà. Xin thúc niệm tình đại công tử, tha lỗi cho con lần này đi. Sư thúc. Sư thúc à. Ngươi thật lòng hối cải chứ? Dạ phải. Vậy được, ta niệm tình dục quan, tha cho ngươi lần này. Đa tạ sư thúc. Nhưng mà ngươi đã tự ý rời khỏi Sơn Trang, ta phạt ngươi quỳ trước lệnh vị của dục quan 3 ngày 3 đêm. Dạ.